Hello, xin chào cả nhà. Nay tiếp tục thăm bẫy cả nhà. Giờ mình xuống dưới đây mình thăm cái bẫy đầu tiên. Mới vừa tới chỗ, thằng trời nó cũng muốn ui ui. Bước xuống dưới đây hơi bị khó. Cái này cái mé. Mé này. Ở đâu rồi? Đây. Có không đây, chuột còn luôn kìa, chuột nó chạy trong đó, chắc quá đúc lại thôi. Chắc quá rồi, cái này mấy chiến bị ngập nước không? Mấy bữa nay chắc cũng bớt mưa rồi. Có đây. Trời. Chưa thấy gì, thấy con nhái nó ngồi trong chỗ cái miệng. Chuột còn luôn đó nha. Lúa còn luôn đó chứ. Cầm cái xe cua đi chỗ khác. Chết chuột rồi. Quá trời cái đám ở đây. Mình quá trời ăn ý luôn. Mình đặt hoài mà không có gắn bự nha. Gắn ba không à. Cái này ai ai làm dục mấy cọng tàu dừa này. Chỗ này mình đặt để không dính luôn, chuột còn luôn. Quá trời cái đống ở đây nó ngon vậy mà không có hành à. Quá trời có cái lỗ trong hốc, cái lỗ này mình bữa mình nhét cái bẫy xuống rồi. Không biết nữa, hôm bữa dính còn đứng nhì vậy chỗ này. Chà, dính cả nhà. Mừng hết sức. Gắn ba. Hồi nãy mình thăm lần kia cũng dính được con. Mà bên đó người ta hát nhạc á, ăn nhậu hát nhạc quá mình không có quay được. Giờ mình ra mình kiếm chỗ mình bắt luôn. Cá trong này yên quá mà thăm hoài không dính. Bữa nay làm không dính chắc rút nó luôn quá. Không dính luôn. Quá im mà. Chuột còn hay sao ấy. Rút luôn. Đây. Còn chuột. Rồi anh kia mình bắt hai con tiên. Đây rồi. Bắt hai con mới dính. Một con quay được với một con quay không được. Hai con đầu tiên nè. Mừng hết biết luôn. Con này nãy mới dính. Con nhỏ này dính. Hồi nãy cũng không quay được. Mừng quá. Được hàng gắn ba. Sớm giờ đi thăm mười mấy cái được hàng gắn ba, mừng hết sức. Được hai con. anh chú nhỏ kế bên à, nhỏ.
Đây. Hũ hành. Chỗ này không bị bệnh bụng sinh. Ngỡ như xíu à. Hói chuột nó cũng quá. Đây, đây con nè. Bự hơn con nãy. Hai con. Hai con. Ok. Ôi dư gan quá trời ha. Trời ơi. Tháo gà thấy chuột ngồi trong ngóc. Rồi chuột còn luôn. Bây giờ mình quay lại mình thăm cái chuyến rồi từng rồi mình thăm dính một con ký nha. Bây giờ một tuần rồi đó. Quay trở lại à. Thăm không biết có dính em nào nữa hay không biết. Ui trời. Cái bẫy không có dấu hiệu phân phướng gì ha. Chuột còn cả nhà ơi. Chiếc này không có dính ha. Xuống dưới đây. Có khoăn rồi cả nhà ơi. Và cái đuôi nó luôn kìa. Khoăn này. Nhỏ quá. Rồi gắn ba. Trời ơi. Có đơn không. Gắn ba cũng ngon đó chứ. Con gắn ba này dính. Mới dính. Gắn ba này bự đấy chứ. Gắn ba này vô phơm bự. Cái vỏ lục đây luôn. Gà bắt nó luôn cả nhà. Lấy cái bẫy làm cái bẫy xe cua. Từ nãy giờ mình dính được 3-4 con. Không có quay được luôn. Không có ấy luôn. Nhạt quá. Bữa nay mình đi tới đâu người ta mở nhạc đó. Nhà nào cũng ăn nhậu. Không biết cái ngày gì không biết. Con này ra làm cái bẫy sữa cua, lấy cái bẫy sữa cua. Nãy giờ rút mấy cái đi đặt rồi. Mà nó lâu. Ừ ra luôn. Ừ. Ừ, bò ra luôn khỏi á. Rồi con ba này bự. Bự nhất trong những con nãy giờ dính. Cái này bỏ nhạc nhiều quá không có quay được cái gì chưa chán vậy. Tiếp tục xuống đây thăm cái đây mới chạy nền chuyến đầu tiên luôn nè. Không biết có nằm ở chỗ nào nữa nè. Đâu đây không phải đâu ta.
Đây mới chạy nền nên không biết, rồi bị người ta đạp luôn. Ủa ai vô đây trời, trời ơi, đi xuống dưới đây vậy. Đi đạp luôn cả nhà, coi sửa lại được không. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình tiếp tục mình đi thăm bẫy của ngày hôm qua. Hôm qua mình có đi thăm bẫy á, trời chuyển mưa, mưa quá thì mình thăm không được, mình về. Hôm nay thì trời nắng rồi, mình tiếp tục mình thăm cái luồng bẫy của ngày hôm qua. Mình mới vừa tới đây thì bên kia có hát nhạc karaoke, giờ mình xuống dưới đây mình thăm cái ở dưới đây chắc còn đâu mười mấy hai chục cái nữa đó. Hôm qua mưa quá trời nên thăm không được, thì mưa mà trời sập tối nữa cả nhà, nên mình phải về. Có hôm nay không biết nữa. Cái này gì chỗ rồi, chuột còn luôn cả nhà. Thôi bây giờ mình bỏ bịch lúa vô rồi mình đi thăm cái tiếp theo. Bên kia nó hát nhạc quá. Ý. Có hôm nay chạy tung tung thì chắc chuột rồi, chuột còn cả nhà. Sao bữa nay Trung Quốc rồi ta, kỳ ha. Mình đến đây mình kiếm cái bẫy của mình không có, mình kiếm xung quanh không có, cái mình nhìn thấy cái bẫy mình nó rớt xuống dưới nước. Cái này không phải là rớt dưới nước mà là có người lấy coi thử hay sao nè, dính con rắn cả nhà. Đây là hình như là con rắn nước hay vậy, rắn nước bụng đỏ như nè. Mà cái bao của mình á nó gắt hết trơn rồi, rắn nước này bự nè. Rắn nước không dữ lắm như cả nhà. Cái bao của mình thằng kia, tại vì mình đặt cái bẫy ở đây có người móc ra nè, có cái lỗ nè, có người móc ra này, con rắn nước cả nhà. Rắn nước cái này bây giờ kiếm cũng hơi khó nè, con này bự à, trời ơi nó rớt xuống đây dính con cái chạch luôn cả nhà ơi, dính rắn mà dính luôn con cái chạch nè. Còn hung dữ, nó táp ghê không. Ồ không phải, con cá lóc này nó vô chắc ăn cá quá, cái bao của mình bị người ta lột ra luôn rồi nè. Cái này con rắn nước nha cả nhà, sao con khúc rồi ta, cái nước bong bong hung dữ ghê. Còn cá lóc nữa đó, lý do sao mà nó rớt như thế không biết, bị ai vạch ra câu vậy. Cái túi thì cái bao bọc ở ngoài nó không còn luôn, da dưỡng tại vì đây có cái vàng, có cái vàng ta trồng mướp. Mình đập bên đó đó, bên lỗ bên đó đó, mà không có khi nào mà nó rớt được đâu, trừ khi có người tác động đụng tới nó mới rớt được. Tại vì mình đặt ở trong đó sát mấy tường mà, sao mà rớt xuống mương. Gắn nước cả nhà, gắn nước này nó cũng táp lắm nè, bong bong. Còn gắn nước này lâu quá rồi mới thấy lại nó nè. Đó, thấy chưa, còn gắn nước, còn cá lóc nữa. hàng siêu phẩm, một con cá lóc nữa nha, cá lóc nó vô chuột thì chết. Này chứ, con này nó ăn cá, ăn cá. Một thì chó giật, nếu mà chó mà nó giật thì banh luôn cái bẫy. Có con chuột trong đây nè, nó sẽ banh luôn cái bẫy. táp tôi cho mày táp rồi. Mình giờ mình đem ra ngoài mình bắt tuốt ngoài kia, mình đi vô đây. Giờ mình kiếm chỗ mình đặt lại cái bẫy xe cua, đặt ở chỗ khác, hàng hiếm. Giờ lại mình kiếm cái chỗ này, hàng hiếm à. Đây cả nhà, mình mới giờ đem ra ngoài đường. Đây là đầu tiên là rất là hiếm hoi và hiếm thấy luôn, mình mới thấy được một thông cái bẫy dính con rắn này, rắn nước, con cá lóc nữa, con cá lóc nữa. Này nó vô chắc nó ăn cá.
gắn nước rồi bây giờ là gặt kia luôn, bây giờ hình như là cũng ở chỗ mình cũng ít ít khi mà có thấy nè. Bụng lên đây là loại gắn nước nè, giờ bắt ra luôn bỏ vô túi. Mình thì cũng lấy cái túi gắn này cho chạy ra. Con này nó cũng táp ghê lắm nè, nó không có đập nhưng mà nó táp. Nãy giờ mình cầm nó táp bập 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 á, chắc gì nó không có thua gì mấy con hũ ngựa đâu nha. Bây giờ kiếm con này cũng hơi khó, chắc là mấy chỗ khác nó còn với mình. Đặt đặt dớn như đặt lú đồ cạn cạn rồi, nhất là dớn hay dính, nó hay vô tại dưới nước. Lần đầu tiên hiếm hoi lắm mình mới dính được nó trong cái bẫy này với con cá lóc. Nói chung là đó ra mấy con nào táp táp là mình nhét đó. Đó ra nó cũng giống hũ ngựa, con này về cho người ta, người ta mừng lắm. Kiếm cái này giờ ăn không có, mua không có. Con này chắc cũng cỡ 300 gram. Gắn nước à. Bông bông. Bông bông đỏ đỏ. Rồi, một em gắn nước. Rồi rồi, nhạc mở lên nữa rồi. Trong bụi tre này có một cái này. Không biết có hay không. Chất quất luôn. Ồ, dính cả nhà. Trời ơi, con hũ ngựa. Con hũ ngựa cả nhà. Nó nằm đằng kia. Rồi, nằm chịch luôn. Tưởng đâu không có. Nè cả nhà. Chắc cũng 600-700 gram. Nè. Đặt lại cái xe cua ngồi ra ngoài tính nha. Con hũ ngựa bành kia nó nằm gọn giúp lại luôn. Nằm. Nằm gọn luôn. Nè, con hũ ngựa. Bành kia. Không. Nè, thấy không? Chắc cũng cỡ 700 gram. Cái ngựa vành kia nằm im gu đây. Em mới đặt, mới thăm chuyến thứ hai cái này à. Ừ. Chuyến bữa hổm không có đặt. Bỏ đây hồi nó tính. Con cái à. Tới đây 2 giờ. Mới đi. Dạ, dạ coi. Anh đặt mấy cái dớn. Nè con ngựa nè, 700 gram. Dài con này từ 700. Ờ màu lật lật quá. Ờ gắn đực gắn cái tùm lum, nó có mấy màu luôn mà, 3-4 màu. Ờ có con cao màu vàng hính, hôm bữa em dính được con đỏ ao em tưởng nó gắn gì nữa chứ. Có nhiều màu, hôm bữa dính con đỏ ao luôn. Đằng kia mới dính con gắn nước, lên đây dính con hũ ngựa. Mấy thằng khác á anh. Mấy thằng khác. Tại vì em đặt em cũng thấy bẫy của nó mà bẫy khác không à. Cái cách kiểu làm bẫy hai thằng khác nhau. Có đặt Nguyên Khai nào. Có cái đặt đợt trước. Không.
Không có, hôm bữa thằng đi gặp thằng nhóc kia nó hô nó đặt ở đâu dưới cặp mấy mấy sông rồi được con ký mấy. Thằng nhóc nhỏ xíu à. Con nhóc đó, nó hô nó già gắn không dạ rồi thằng nhóc cái thôi nó đặt lên con mà cái đám trong vô đám lục bình đó mà bây giờ đám lục bình của người ta gì đám lùn đúng rồi nó thôi bây giờ dọn rồi nó nói đây. Nó có đầu 2-3 cái nó đặt con tí mấy à một em hố ngựa chắc 700 gram cỡ đó quá ngon. Mình không có rút luôn. Bữa giờ chuột còn chuột để nha cả nhà. Tưởng là họ hết chuột rồi mình rút luôn ạ. Xuống dưới đây mình thăm cái. Chuyến rồi có mình thăm không biết là sao ai lấy ra hay gì đó rồi để cái bẫy trong chỗ này. Dạ trời ơi chuyến giò mình đặt ở bên đây cái lỗ đây bây giờ mình về qua đây có không đây chuột còn luôn. Dính cả nhà. Ủa hồng ba. Ra ngoài đây coi. Nè. Rồi. Đừng con. Bắt ra luôn. Nãy giờ mới dính được con hoành. Nãy giờ đi. Mới đi. Cái bọc hũ hầm nè, bọc hũ hành nè. Qua này. Nãy giờ gặp ông anh ngồi nói chuyện có buổi bây giờ cũng muốn chiều nữa nhiều chuyện quá gặp ông anh không đi thăm vớn rồi nặng dữ ta rồi ủa sao nó không cái này chắc nó mới mình mới làm hình đúng rồi cái hôm này mình mới làm vậy mới thở chứ nãy giờ đâu có đâu. Bò ra luôn đó nha. Ngắn ba. Vô túi. Đi không? Còn ngắn nước, con hổ ngựa, mớ hổ hạnh. Chuột còn luôn từ hồi bữa đập tới giờ dính con tới giờ
nắng chiều gắt dữ ta. Chụp quất ha, không thấy phân ha, chuột còn. Rồi dính cả nhà, thấy rồi, rút ra cái đó, bự hơn không biết nữa. Con ba quá, con ba cả nhà, con hoành ba, sư cua đặt lại. Giờ đây, rồi không biết có bị nhập không đây. Rồi bị ngập, chết chết thôi quá, đúng rồi. Bị ngập cả nhà. Rồi bắt cái con rắn mới dính ra cả nhà, để bắt con rắn ba nhặt lên. Ê, cũng trọng nè, ba này cũng yên. Vô đó, ký máy. Rồi cả nhà ơi, mới vừa thăm bẫy xong, giờ ngồi nghỉ mệt lát về. Túi ngắn thăm hết luồng bẫy hôm qua 2 ngày. Cái máy à, cái gử, con hổ ngựa, con hổ ngựa. Trời lúc nắng lúc mưa, mấy ngày nay vô bão, bão quá mưa quá thì cũng không có chạy nhiều nữa, không biết chỗ khác không biết làm sao, chứ mấy ngày nay mình thăm cũng thất thu. Ngồi đây mình nghỉ mệt chút xíu rồi mình về, cũng 4 giờ mấy rồi đó. Rồi mình cũng xin tạm dừng kết thúc video nha. Mình cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem video và ủng hộ mình nha. Hẹn cả nhà những video tiếp theo nha. Bye bye.